Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền hình Soạn để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Khu vườn ma ám của tác giả danh giác. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. ID khóm trúc bờ tre Xin mời ghé lại mà nghe tuổi họ Quân này Mày có nghe ai hát không hả Trong này thì ai dành vào đây mà, mà ngồi hát nghe gây vậy hả Quân nhìn qua tân rồi nói nhỏ Mày làm ơn đừng nghe nói gì thêm đi Chạy nhanh về nhà đi ta sẽ nói cho mọi thứ cho mày nghe Nói rồi hai người chạy như bay về nhà Dù là ban đêm ở một khu vườn rậm rạp Nhưng họ vẫn băng qua bằng mọi giá dù có té u cả đầu vẫn không ai kêu lên một tiếng chưa biết lý do gì mà quân lại bắt tân chạy bán sống bán chết như vậy sau khi nghe tiếng người hò hét giữa đêm khuya nơi hoàng vù tối tăm nửa giờ sau khi mà cả hai đã chạy liên tục không ngừng nghỉ trong một khu vườn cỏ cây cao hơn đầu người thì tân đã thấm mệt không còn sức để chạy tiếp thế vậy quân cũng dừng lại nhìn quanh rồi nói nhưng do quá mệt mỏi không thành tiếng thôi mình ngồi nghỉ cũng được rồi Mẹ nó sao đêm nay đen thế không biết Mày nói coi Thật ra trong vườn đó có gì mà khiến mày sợ Rồi bắt tao chạy thế mẹ vậy hả Quân nhìn qua tân định giải thích Nhưng do quá mệt Cho nên anh đành dừng lại hít thật sâu Để bù lại lượng không khí bị thiếu trong lúc chạy Mày chưa nghe lịch sử khu vườn này à Nói ra thì mày đừng sợ bỏ chạy đi nhá Tân bực tức nói Cái gì thì nói thẳng ra đi Cứ lòng vòng chả hiểu cái gì cả Nói thẳng ra luôn đi tính ta không thích suy đoán đâu Quân liền nói Thì khu vườn đó ngày xưa là của một ông địa chủ rất tàn bạo Ông ta đã giết và hãm hiếp không biết bao nhiêu cô gái Trong đó tao nghe là những vong hồn hóa quỷ Vì giết cả dòng họ nhà ông ta Hơn 20 mạng người đó Sau đó thì họ bắt đầu phá hết cả xóm của mình Đến nỗi ai đi ngang qua đều bị nhát Có người còn về nhà bệnh cả tháng trời mới hết Tên nghe vậy thì liền đáp Thế nhưng mà tại sao người ta lại phá khi mà họ không làm gì đến mấy người bị chết oan đó. Với lại cả nhà ông địa chủ đó bị quả báo rồi con gì. Thì tao cũng chỉ nghe cha kể lại thôi. Mày thấy cái rào chắn lối đi vào không? Chính là mọi người dựng nên để không choi được vào trong đó đó. Tân liền trợn mắt hỏi. Trời đất, mày biết nguy hiểm còn kéo tao vào đó. Muốn chết thì chết một mình đi. Còn bắt tao theo nữa đúng là cái thằng bạn tốt ghê đó. Quân nghe thấy vậy thì liền nói. Đó là ngày xưa thôi, bây giờ thì họ đi đầu thai hết rồi. Với lại mấy lần vào đó một mình có gì đâu Cho nên lần này tao mới kêu mày đi Mày nói hết vậy rồi hồi nãy ai hát ở trong đó Rồi bắt tao chạy bốn đứt cả hơi Ờ thì chắc là ai vào đó như mình Rồi giả ma nhát cho mình sợ Đừng vào chiếm chỗ của họ thôi Quân cố nói khác đi Để không bị sự tra tấn của anh bạn Thật lòng thì cả anh cũng không biết vì sao Đêm này lại gặp chuyện quá ói om như vậy bởi trước kia có vài lần quân đi một mình vào đó để bẫy chim với cá có khi gần khuya mới về nhà mà chẳng gặp chuyện gì cả lần này định kêu thêm tân đi vào rồi hai thằng nướng làm lai dai ai ngờ lại xảy ra cứ sự ngồi nghỉ ngơi được một lúc tân nhìn quanh thấy cảnh vật xa lạ không giống chỗ mình ở cho nên quay lại hỏi quân mày dẫn tao chạy đi đâu hả sao cảnh vật ở đây nhìn lạ mà đáng sợ vậy Quân không nhìn lên mà trả lời Mày mới bị nhát tí đã hóa giải à Đây là vườn của nhà ông sự chứ nhà ai Tên vỗ vào mặt của quân một cái khá mạnh rồi nói Mày làm ơn tỉnh lại rồi nhìn kỹ đi Đây là vườn của nhóm sự à Tao với con nhỏ nhà ông ấy hay ra vườn ngồi tâm sự Chẳng lẽ ta không biết vườn đó trồng những loại cây nào hay sao Thằng chó này Mày bị ma nó dẫn đường đi lạc thật rồi Bị đánh quân như muốn chứng minh cho bạn thấy mình không nhầm cho nên đứng lên nhìn quanh thì há hốc mồm không nói được lời nào. Bởi đây thật sự không phải nơi anh nói mà toàn bộ đều hoang vu, còn mỏng rất cao, cộng thêm chẳng có cây ăn quả nào như vườn nhà ông sự. Mẹ ơi, đây là đâu hả Tân? Quần cũng run sợ như là muốn khóc, chỉ biết mình đang ở một nơi rất xa lạ, cứ như hai người chạy qua tận thế giới khác công bằng. Những màn xương cứ lơ đãng lúc ẩn lúc hiện, rồi tiếng gió rít bên tai lâu lâu lại vang lên những tiếng cú mèo kêu cứ như đây là một bãi tha ma hai người đi quanh để xem có tìm được phương hướng ra đường lớn hay không nhưng chân của quân vô tình đạp lên cái gì đó khiến cho nó kêu sắc lên một tiếng tên hoàng sợ la lên bởi tâm trí của hai người đang sợ hãi bấn loạn nên một tiếng động nhỏ cũng đủ làm đứng tim mày làm phát ra tiếng động lần nữa là tao chết thiệt đó quân coi dưới chân bước đi cho cẩn thận dùm tao cách. Quân bị la cho nên cũng cẩn thận lấy cái bật lửa mở lên để quan sát ở dưới chân. Nhưng đâu ngờ cảnh tượng khiến quân quỷ gối xuống, miệng ú ớ không nói thành lời. Bởi dưới chân của anh có rất nhiều xương người nằm khắp nơi. Cái tiếng động vừa rồi chính là do anh vừa đập gãy một khúc xương tạo ra. Quân như muốn ngất đi tại chỗ, nhưng cố gắng kêu tần nhưng không thành tiếng phía trước tân nghe quần ú ớ cho nên bực mình quay lại hỏi mày còn làm như vậy nữa thì coi chừng đấy có gì thì nói mẹ đi quần do quá sợ cho nên không nói được đành lấy bật lửa bật lên đưa xuống mặt đất cho tân nhìn thấy cái gì đang ở dưới chân tân cũng té xuống đất nhìn thì hốt hoảng lùi lại phía sau nó nó đang ở sau nghe nói quần cũng sợ bỏ lại sát tân cả hai run rẩy tột độ bởi đây là lần đầu tiên họ trải qua sự việc kinh dị như vậy. Hai anh ở lại đây với bọn em. Rất nhiều tiếng nói tiếng cười vang lên từ bốn phương vọng lại. Tiếng cười ma mị cứ lanh lảnh vang lên, làm cho hai anh chàng ôm um đầu lăn dưới đất. Đi nào mấy anh ơi, theo bọn em. Lúc này trong nhà của quân, thì ông Năm Hoàng đang ngồi trước khi nhà uống nước nói chuyện với hai người chú là Long và chú bé. Do hai người đêm nay ngủ ở ngoài canh, lúc vì vừa gặt xong, cho nên lúc này hơn 10 giờ tối, chú Long thấy ông cứ nhìn ra ngoài cho nên lên tiếng hỏi. Anh nhìn gì ở ngoài đó về anh Năm? Hay là có hẹn với bà nào? Ông Năm cười rồi đáp. Kể tuổi này thì còn sức đâu mà ham nhiều bà chú. Anh đang chờ xem thằng Quân sao vẫn chưa về. Mà hai chú đêm nay ngủ gần lúa hay là ngồi trước hiên nhà của anh để anh kêu chị chú lo chỗ ngủ cho. Chú bé liền nói, anh chỉ cứ khách sáo với tụi em làm gì cho nó cực, hai thằng được bà vợ cấp cho cái mồm rồi, không ngủ gần lúa lỡ nó mất thì coi như là khỏi vì nhà luôn chứ chẳng chơi. Bà Yến từ trong nhà bước ra nghe được câu chuyện cho nên lên tiếng. Thì ra hai chú qua đây để nói xấu mấy thím bên nhà. Sáng mai tôi qua mách lại chắc hai người nên kiếm cái mò cầu nào đó để bó đít đi. Chú lòng nghe vậy thì đáp chỉ làm như vậy thì giết hai thằng em rồi ai em không biết chứ bà vợ của em hễ kêu là vâng dạ bẩm bà có em chứ không là nhức cây đầu lắm thôi cho em xin để tôi em kiếm mơ ích về biếu chị để mua sự bình yên hai vợ chồng ông hoàng thì cười sảng khoái khi thấy hai chú sợ vợ hơn cọp có một lúc nói chuyện vui vẻ thấy khuya quá cho nên hai chú đi ra ruộng để ngủ canh lúa và không phiền vợ chồng của ông Hoàng. Nhưng thế bà Yến đi ra ngóng tin của quân, cho nên hai người nán lại hỏi thăm. Anh nói thằng quân đi đâu sao bây giờ chưa về? Thì thằng này không chịu ngồi yên, đi làm về mệt vậy mà vẫn còn lôi cái thằng Tân đi chim cỏ gì đó. Nhưng mà sao bây giờ nửa đêm rồi mà mà không có thấy thằng nào quay lại? Chú bé nghe vậy thì nói, mấy chim gì đến tận giờ chưa về chứ? Hay là thằng đó già đó đi đâu đó nhậu xỉn rồi ngủ tại chỗ, Bà Yến cau mày đáp. Thằng cha nó nhậu là tôi đã không chịu nổi rồi. Bây giờ nó cũng như vậy chắc là tôi chết sớm quá. Ông Hoàng nói lại. Đó, mày chú thấy không? Mấy bà có cái gì xấu là bảo giống cha nó. Còn cái gì tốt thì khoe là con của tôi đó. Bởi vậy mà làm đàn ông khổ lắm. Hai chú cười lớn khi thấy hai vợ chồng già cãi nhau quá đáng yêu. Nói chung là những người phụ nữ có tính hay lo xa cho nên chuyện gì cũng hấp tấp không suy nghĩ kỹ thêm cái tật thay đổ thừa cho chồng chơi lòng nói thôi anh chị đừng lo quá thằng quân nó cũng lớn rồi với lại hai thằng đó thì trước giờ cũng có lưu lỏng gì đâu chắc là ở nhà ai chơi cho nên bây giờ về trễ một chút thôi anh muốn đợi thì để em đi xin vài xị rượu bà anh em mình lai like dai chờ nó nghe đến đây thì bà yến trợn trừng mắt lên rồi nói sao lại muốn nhậu phải không hai chú nhậu đây lỡ tới bọn trộm nó lấy lúa thì mai đừng nói sao bà vợ không có cho vào nhà dần thì nói vậy thôi nhưng bà yến đi vào trong nhà đem hai chai rượu cùng vài con khô đã chuẩn bị từ trước ba người còn đang tưởng bà giận cho nên ba ông liền ôm bụng mà cười bà yến liền mắng ờ cười đi tối nay trộm nó vô thì ngày mai đừng có mà kêu tôi đến năn nỉ vợ của mấy người em nói thật với chị Nam nha cái tính quá được luôn á chỉ thương cho nên là la vậy thôi. xem thấy anh mà bệnh là chạy khắp nơi tìm thuốc nhìn tội lắm. ông năm hoàng nói thì vợ chồng sống với nhau mấy chục năm còn gì nữa chú. mấy bà vợ thì hay cằn nhằn mỗi khi mình nhậu hay là đi đâu đó không có nói. chứ thật ra thì họ quan tâm lo lắng cho nên là họ mới nói như vậy. sáng mấy bà giận thì mình cứ nhịn tối lại làm hòa liền đó mà. ba người ngồi nhậu nói chuyện rồi chỉ cho nhau cách làm ăn và thời tiết sâu bệnh cây trồng được một lúc thì bà Yến đi ra ôm theo mùng và cây chiếu. Nhậu xong rồi thì hai chú nằm ở đây ngủ cho đỡ xương. Có rượu mà ra giữa trời ngủ là không có tốt đâu. Mà này, uống ít thôi nhé. Phải đem ra bao nhiêu là uống hết đâu nghe. Tôi vô ngủ trước, khi nào nó về thì ông kêu tôi dậy đánh cho một trận. Chồng với trả con. Ba người chỉ lắc đầu không biết nói gì hơn. Bởi cách bà lo cho hai người cũng đủ hiểu bà Yến sống có tình có nghĩa với làng xóm như thế nào. Còn ông Hoàng thì quá hiểu tính của vợ cho nên cũng im lặng, thầm vui khi có được người bạn đời như thế. Đã quá nửa đêm quân Vít tân chưa ai về, ông Hoàng bắt đầu cảm thấy bất an ở trong lòng. Nhưng là đàn ông, cho nên ông không thể hiện ra bên ngoài. Hai chú Long và bé thì cũng hiểu cho nên lên tiếng kêu ông đi tìm thử, coi hai thằng có nhậu ở nhà ai say quá không về được. Ông Hoàng thấy cũng có lý cho nên ba người chuẩn bị đi. Thì từ ngoài có hai dáng người đi vào trông rất vội vã. trư Lòng thấy vậy liền nói. Hình như hai thằng nó về phải không anh Năm? Ba người nhìn ra đứng đó như là chờ hai người kia đi vào để xem cho rõ. Một lúc sau thì nghe tiếng hỏi lớn với giọng như sắp khóc. Thằng Tân nhà tôi có ở đây không anh Năm? Chỉ cốc đó hả? Có chuyện chi mà khóc vậy? Khi hai người kia đi vào tận trong nhà thì mới biết rõ đó là bà Cúc Cuột. Tức là bà Cúc mẹ của Tân đi cùng với Tiến là anh thứ hai. Và đến nơi bà hỏi lại. Thằng Tân nhà tôi có ở đây không ạ? À? Chẳng biết nó đi đâu mà từ chiều tối đến giờ tôi với thằng Tiến đi khắp nơi hỏi thăm mà không có ai biết. Chị đừng lo quá. Nó với thằng quân nhà tôi kéo nhau đi đặt bẫy chim. Tí nữa tụi nó về tôi sẽ đưa thằng Tân về nhà cho chị cứ yên tâm. Tiến thấy vậy thì liền nói Vậy thì mừng quá chú, con với mẹ con sợ muốn chết đi tìm khắp nơi. Mà cái thằng này nó đi nó không nói với ai câu nào. Làm cho cả nhà phải đi tìm. Cha con thì đang bệnh cũng lặn đội đi tìm luôn đó. Chưa lòng nói. Thôi hai mẹ con về nhà cho anh Bình biết để không ông ấy lo bệnh thêm nữa. Tụi nó về em sẽ đưa tận nhà chị, chị cứ yên tâm. Hai người đi về lúc này chú bé nhìn ông Hoàng rồi hỏi. Anh Nam này, có, có khi nào bọn nhỏ nó đi vô nếu như bọn nó vào đó thật Thì bây giờ muốn vào đó kiếm khó khăn lắm Trong đó cây cối rậm rạp rất khó đi Ban ngày còn khó nói chi là ban đêm Tuy biết là như vậy Thế nhưng mà chẳng lẽ mình ngồi đây Chờ đến sáng mai sau anh Biết thế thế nhưng mà bây giờ Ba người hai chú có dám đi vào đó không Chú bé lên tiếng Bây giờ hai người ở đây trẻ em đi kêu thêm vài người nữa Rồi mình vào đó kiếm tụi nhỏ Chứ để tụi nó tứ sáng em e là có chuyện chẳng lành đâu Ông Hoàng nghe vậy thì đáp Thôi cho đi nhanh đi anh chờ Không biết là hai đứa này dại dột đi vào đó làm gì chứ Chuyện ở cái khu vườn đó thì đâu phải là nó không biết Chú Lòng nói Em nghe mấy người vào đó đặt lợp cá nói là nhiều lắm Với lại cây trái trong đó tốt sai quả Mà em cũng thấy lạ lắm Cái khu vườn đó mấy chục năm đâu quay chăm sóc Mà cây cối xanh tươi quả lại sai như vậy Nhưng mà chẳng lẽ những người ở đó chưa đi hay sao anh Ngày xưa thì có ông thầy đến làm phép gì đó có nói là ở đây có quá nhiều oán khí. Sợ là cả trăm năm sau cũng chưa hết. Cộng thêm những người đã chết oan, họ đã hóa quỷ và chẳng chịu đi siêu thoát. Phải công nhận là mấy cái chuyện tâm linh này đáng sợ thật đấy. Được một lúc thì chú bé cùng bốn người khác đi tới. Thế là mỗi người chuẩn bị một cây đuốc bắt đầu tiến vào khu vườn bỏ hoang mà người dân ở đây nói là bị ma ám đến nơi nhìn ngoài vào thì nó chẳng có gì khác ngoài cây cỏ mọc cao và hơi âm u đáng sợ nhưng cái đáng sợ đó do mọi người tự đồn thổi là nó có ma cho nên có thể nói chính họ đã tạo ra cái đáng sợ ngay trong đầu của mình mọi người còn qua những khu vực trông rất lạ có khu thì cây cỏ úa vàng nhưng có nơi thì lại xanh tươi nhìn không giống như là một nơi bị bỏ hoang đi được một lúc thì chú long hốt hoảng kêu lên Ôi trời đất ơi, là nó kia Chuyện gì mà chú la vậy Mọi người không thấy cái bóng trắng đang đứng ở ngọn cây đó hả à? Nó biến đâu mất rồi Chú vừa nói vừa chỉ tay lên một cây bưởi cách đó tầm 5 mét Nhưng chẳng có ai ngoài chú nhìn thấy Cho nên tất cả có phần hơi sợ Đi thêm một lúc nữa thì tất cả đứng khựng lại Khi thấy một khoảng đất trống tầm vài chục mét vuông Không có cây nào cao quá đầu gối như có gì đó không lành cho nên ông Hoàng kêu tất cả dừng lại. Và ông Quang gây đuốc về phía cỏ khu đó. Thì lửa bèn cháy bùng lên. Kèm theo đó là một tiếng hét rợn người vang lên. Biết là mình vừa làm chuyện dại kêu tất cả mọi người chạy thật nhanh ra khỏi đây. Lúc này một giọng nói ma mị vang lên trong đầu của mỗi người. Dám đốt nhà của ta, các người hãy đợi đấy. Chạy một lúc khá lâu thì cũng ra được khỏi nơi đáng sợ đó. Về đến nhà của ông Hoàng tất cả ngồi xuống và thở. Vợ của ông trong nhà chạy ra hỏi sự việc nhưng chẳng ai nói nên lời. Nhìn sắc mặt của tất cả bà cũng hiểu phần nào. Chẳng lẽ thằng quân nó đã vào khu vực đáng sợ đó hả ông? Ông chỉ khét gật đầu thay cho câu trả lời. Bà như muốn ngã quỵ cho nên cố ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ánh mắt lưng trọng nước. Cũng chưa biết thực hư câu chuyện xoay quanh khu vườn đó là thế nào thế nhưng mọi người nhắc đến nó trong sự bằng hoàng ám ảnh thì cũng đủ hiểu ngày xưa tại khu vườn đó đã diễn ra những bi kịch tang thương đến mức độ nào một lúc lâu sau khỏe hơn thì chú long mới lên tiếng bây giờ mình làm gì nữa anh năm chứ vừa rồi anh cũng nghe thấy cái câu đe dọa đó mình còn không làm gì để ngăn chặn xem ra còn đáng sợ hơn ông hoàng đáp chưa đã khỏe hơn chưa có thể chạy lại nhà bà cúc thông báo một tiếng giúp anh được không Bây giờ chuyển đến nước này thì mình không thể giữ kín được nữa. Chú Long vừa đứng dậy đi ra ngoài sân, thì vài người chạy vào trong nhà. Để một lúc nhận ra đó là gia đình của Tân đang vào cùng với vài người khác. Thế vậy ông đi ra hỏi xem có chuyện gì khiến họ kéo tới. Anh chỉ có chuyện gì mà sao đến giờ này, rồi còn những người khác đây làm... Có phải là anh nằm với mấy người vừa vào đó kiếm hai đứa, rồi đốt cháy một khoảng đất phải không? Dạ vâng, có chuyện đó, nhưng sao chị biết nhanh vậy? Nếu vậy thì nguy to rồi anh. Thằng Tân nó vừa về báo mộng cho tôi nói là chúng ta sắp gặp nạn lớn. Thôi, mình vào trong nhà tìm cách giải quyết đi. Chứ tôi cũng chẳng yên khi mà cô vườn đó vẫn còn tồn tại đâu. Chú lòng lúc này mới nói. Anh Năm, nếu chị cũng nói vậy chẳng lẽ hai đứa nó... Anh có không nghĩ vậy đâu. Bởi hai thằng cũng đi mà thằng Tân nó đã về báo mộng như vậy. Thì chẳng lẽ thằng Quân còn sống được sao? Bây giờ kiếm cách mà làm cho khu đất đó an toàn trở lại thì người dân mình mới được bình yên. Cứ như vậy mọi người ngồi cho đến tận sáng mà vẫn không ai tìm cách giải quyết. Ở cái xóm này không chỉ ông Hoàng và cùng vài người nữa là còn biết chuyện về khu vườn bị nguyền rủa Cho nên việc tìm hiểu cặn kẽ về giả sử cũng như là nguyên nhân thì hoàn toàn không có. Bây giờ muốn kiếm thầy cũng cả là một vấn đề. Ở đây là một vùng quê nhỏ nằm sâu trong một con xã nghèo cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Ta phần là tự cung tự cấp và đánh bắt sản vật tự nhiên. Ngày xưa còn thuộc địa thì có những địa chủ lắm tiền, mời các con lại cổ pháp đến ăn chơi hưởng lạc. Chứ bây giờ nhiều người gần 30 tuổi chẳng biết chợ huyện ra sao, nói gì đến những thanh niên đôi mươi như là quân và tân. Cậu thêm việc nghề thể pháp chẳng còn được tôn trọng, cho nên nhiều bậc cao tăng tu sĩ đã mai danh ẩn tích trong rừng sâu, còn những người đi đó đây khua mồm múa mép thì toàn là thể pháp giỏm, chuyên đi lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. Anh Bình Minh đã lên cao, ông Hoàng đứng lên đề nghị mọi người một phương pháp mà ông mới nghĩ ra. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết hay là không có cách nào tốt nhất để làm cho nên là tôi có một ý tưởng, không biết là có được hay không, nhưng mà cũng xin được nói ra để tất cả cùng nghiên cứu. Chưa nằm có cái gì thì cứ nói ra đi, để bà con cùng xem Chứ tôi cũng không muốn khu rừng đó còn nằm ở xóm mình như vậy hoài được. Lỡ bọn trẻ có đi vào đó chơi thì lại ra như ngày hôm nay nữa thì khổ. Ông Hoàng lúc này mới nói ra suy nghĩ của mình. Bây giờ tôi thấy như thế này, chúng ta tập hợp lại đi vào đó, vừa tìm kiếm hai đứa nó, vừa xem bên trong đó thực sự có chuyện gì, mà cái ân oán kéo dài cho đến tận bây giờ. Mọi người thấy thế nào? Tôi nghĩ vào đó có thể mình sẽ tìm được một chút gì đó hữu ích cũng nên. Ông Minh chồng của bà Cúc lên tiếng tôi cũng nghĩ như anh nằm Thế bà con có muốn giúp chúng tìm xác tụi nhỏ không Bởi đây cũng khá là nguy hiểm Cho nên không dám nhờ và chỉ dám hỏi ý kiến mọi người mà thôi Thế nhiều người có phần e rẻ Cho nên ông Hoàng cũng bối rối Bởi biết mình vừa đặt sự nguy hiểm Tất cả vào tình thế khó khăn Theo tình nghĩa thì không ai muốn làm ngơ Nhưng về sự an toàn thì tất cả có phần lo sợ mà bản thân của ông cũng không biết chắc rằng vào bên trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bằng chứng là đêm hôm qua, cả đám phải chạy thục mạng mới may mắn sống sót trở về. Thấy được sự khó khăn trong quyết định cho nên nông minh lên tiếng. Tôi cũng biết khó khăn của tất cả cho nên bây giờ chúng tôi chỉ mong bà con giúp cho việc nhỏ này thôi. Chuyện là tôi với anh Nam sẽ vào đó, còn mọi người thì đứng bên ngoài này. Nếu đến chiều mà chúng tôi không quay trở lại thì tất cả hãy đốt sạch cái nơi quỷ quái đó biết đâu như vậy sau này không còn ai bị nữa chứ tôi không thể để thân xác con của mình nằm thối giữa bên trong đó được chưa lòng nghe vậy thì cũng lên tiếng theo tôi thì như thế này bây giờ cũng đã là ban ngày cho nên sẽ không đáng sợ như đêm chúng ta hãy dọn một đường thông thoáng để đi vào nếu có chuyện gì thì cũng dễ chạy ra ngoài ý mọi người sao Họ nhìn qua ông Hoàng và ông Minh thấy được sự lo lắng buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt Có hai người đàn ông tuổi đời gần 60 mà chạnh lòng. Trước giờ tất cả luôn dựa với nhau mà sống qua bao thế hệ. Chẳng lẽ bây giờ nhà họ gặp chuyện mà tất cả lại đứng ngoài để nhìn. Cho nên có một vài người đồng ý theo hai ông vào bên trong để tìm kiếm quân và tân. Như vậy cũng có gần 10 người sẽ đi vào số khác thì không vào trong nhưng họ sẽ phá cây là một con đường trống rồi sẽ ra bên ngoài để chờ đợi ông hoàng lúc này liền lên tiếng nói nếu như bà con giúp như vậy thì quá tốt rồi tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả bây giờ thì mọi người hãy về lấy dao dựa để chúng ta vào chặt cây mở đường còn bây giờ chúng tôi về nhà lo công việc nửa giờ sau thì mình sẽ gặp lại ở đây rồi đi vào đó tìm hiểu cho rõ mọi chuyện ở bên trong thêm một lần nữa lúc này còn lại vài người thì ông hoàng mới nở một nụ cười nhẹ khi thấy ai cũng chịu nghĩ cho mình dù biết nguy hiểm nhưng mà tình làng nghĩ xóm họ đã không ngại mà lao vào giúp đỡ trong nhà của bà yến đi ra trên tay còn cầm mớ tỏi bà buộc lại thành vòng để đeo lên cổ nè ở đây có năm vòng mỗi người lấy một cái còn mấy chú thì cứ giữ một củ ở trong người Tôi nghe nói ma quỷ nó sợ tỏi lắm Mình cứ phòng ngừa thì tốt hơn Mọi người bật cười vì bà quá lo mà đi làm mấy cái chuyện này Nhưng mà dù sao thì đó cũng là tấm lòng lo lắng của bà Đã bỏ công ra làm Cho nên không ai muốn phụ lòng Mọi người đã tập hợp đông đủ và bắt đầu đi vào nơi đáng sợ Đừng cha ông nghiêm cấm cả mấy trăm năm khu vườn hoang bị ma quỷ ám này khá rộng. Theo như những người lớn tuổi nói lại, đó là một vườn cây trái rộng cả vài chục hecta. Nhưng về sau khi mà người dân khai phá, bây giờ khu vườn còn lại chỉ khoảng 10 hecta. Do lâu năm cho nên cỏ cây mọc nhiều, cộng thêm với vụ việc có ma mà nó bị bỏ hoang không ai dám lùi tới. Mỗi người một việc không ai nói với ai câu nào, rồi cứ chặt phá mà tạo ra một con đường thông thoáng rộng tầm 3 mét. Đến trong ai cũng kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy một cảnh tượng mà không ai nghĩ nó đang ở bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm như vậy. Mọi người ơi nhìn kìa, cứ như là một bãi tha ma bị bỏ hoang vậy. Nhìn ra xa đằng kia xem, đó chẳng phải là cả bộ xương người bị chối chặt vào cây sao? Càng đi thì mọi người lại càng cảm giác kinh hãi tột độ chẳng ai biết ngày xưa có bao nhiêu người chết mà ở tại đây có đến vài chục bộ hài cốt nằm phơi mình dưới nắng gió qua bao nhiêu năm có người bị chết vì bị đóng đinh ngay đỉnh đầu cho đến bây giờ vẫn còn nguyên cây đinh nằm ở đó anh năm này chẳng lẽ ở đây không có ai muốn chôn cất những người này hay sao bây giờ hài cốt của họ vẫn nằm trên đất như vậy mà cũng thế lạ khu này cỏ cây chẳng tươi tốt như ở ngoài kia một người lên tiếng hỏi nhưng ông Hoàng không thể giải thích được cho họ biết bởi chính ông cũng không tin là trong này lại hoang tàn sơ xác nhờ có hàng trăm người chết không được chôn cất. Chắc là do âm khí quá nặng hay đó là vùng đất chết mà cỏ cây cũng không sống nổi. Lúc này chú bé mới hỏi lại nhưng làm cho mọi người có mặt nơi đó hơi kinh sợ. Anh Năm, sao đêm hôm chẳng phải mình đã đến đây để đốt đám cỏ khô kia Vậy cứ gì sáng nay nó lại trở lại ban đầu như vậy? Em nhớ rõ chỗ này mình đứng tối qua không sai vào đâu được đâu. Có người liền hỏi lại. Có khi nào ở đây rộng quá cho nên mọi người từ chỗ khác? Tôi nghe nói khu này cũng gần 10 hecta chứ không có nhỏ đâu. Ông Hoàng với nhiều người nhìn lại như tìm bằng chứng gì đó. Khiến cho chú khẳng định đây chính là một nơi mà đêm qua đã tới. Ông mới chỉ tay về một cây gần đó. Tất cả nhìn xem, tối qua tôi sợ mình bị lạc cho nên đã đánh dấu lên cây bằng miếng vải đỏ bây giờ nó vẫn còn ở đó quả thần khu đất này thực sự là một nơi nào đó và vì sao nó lại có những biến đổi không thể ngờ được tới như vậy rõ ràng là đêm qua ông hoàng đã đốt để lấy ánh sáng nhìn cho thật kỹ cảnh vận ở nơi này vậy mà sáng nay vào lại nó đã trở lại như lúc ban đầu rồi những bộ hài cốt kia của ai sao lại nằm ở đây chịu sưng gió lạnh lẽo mà không ai chôn cất. Theo như ông Hoàng được cha của mình kể lại, thì số phụ nữ bị lão phú hộ xưa giết chết chỉ tầm 20 người là cùng. Còn số hải cốt ở đây phải lên đến cả trăm chứ không ít. Thêm nguồn tin từ những người làm công cho lão phú hộ kia kể lại, thì những người phụ nữ bị giết, chính tay của họ chôn cất, nên chuyện hải cốt nằm trên mặt đất trong một khoảng trống như thế này đúng là một điều rất khó hiểu. Cho lòng thắc mắc liền hỏi, có phải đây là xương của dòng họ nhà ông Phú Hộ không mọi người? Tôi cũng nghe là cả nhà ông ấy chết cũng mấy chục người chứ không phải là ít. Câu hỏi này chẳng ai trả lời được do chuyện đã lâu cho nên số người biết được chẳng đáng là bao mà số hài cốt thì lại quá nhiều. Dù đã đứng lại gần nửa giờ nhưng không ai dám đi thêm vì cảnh tượng này quá đỗi hãi hùng với xương người nằm khắp mọi nơi, nếu mà đạp lên thì cũng chẳng tốt chút nào. Thế vậy ông hoàng mới nói, bây giờ ai muốn đi tiếp thì tập trung lại, còn ai trở ra thì nên đi sớm, nhưng nhớ là phải đi chung không được tách rời. Lúc đầu dự tính chỉ có tầm 10 người đi theo ông để kiếm xác của quân và tân, nhưng vào đây thì chẳng ai dám trở ra, cho nên quyết định đi đến cùng sau khi tập trung lại mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, thì tất cả cùng bước cẩn thận tránh đạp lên xương để băng qua vùng từ địa này tiến sâu vào bên trong. tuy đây không phải là khu rừng lớn, cây cũng chẳng có cây nào to quá, nhưng không khí thì u ám lạnh lẽo, chẳng khác nào đang lạc vào trong rừng già núi cao. đi một lúc có người không thờ nổi vì ngồi xuống nghỉ ngơi, ông hoàng với ông minh nhìn nhau mà chua sót, Ông Minh lúc này liền nói Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi Mọi người Nếu hai đứa nó có vào đây Cũng không đi sâu vào đây làm gì cả Hay là mình trở lại bã tha ma lúc nãy Tìm kiếm xem Chứ tôi nghĩ là ở đó các nạn nhân Được đem đến để giết thì phải Nhưng mà lỡ ngoài đó không có thì sao Nếu đã vào đây rồi Thì mình cứ cố đi thêm chút nữa Biết đâu may mắn gặp được thì sao Ông Hoàng cũng phụ thêm tôi thì thấy trong này không khí chẳng có tốt lành gì đi một lúc chắc chắn mọi người sẽ ngất đi cho mà coi bây giờ có hai người chết lỡ mọi người có chuyện thì biết ăn nói làm sao mình ngồi nghỉ ngơi một chút rồi trở lại mà thôi nghe hai ông nói như vậy cho nên mọi người cũng không nói gì thêm bởi chính họ cũng không muốn đi sâu vào chỉ vì tình nghĩa hàng xóm cho nên cố gắng mà đi ai cũng hiểu hai ông rất muốn tìm được xác con Thế nhưng vì an toàn cho nên đành phải dừng lại, chấp nhận nỗi đau. Sự đau buồn lúc này không riêng của hai ông nữa, mà nó đã xuất hiện trên ánh mắt của tất cả mọi người. Ngồi đó không ai nói với ai, cứ như vậy họ đang dành một khoảng không gian riêng để mà thương thiết hai chàng trai vắn số. Nhưng rồi sự tĩnh lặng của đau buồn đã bị cách sợ hãi và hình ảnh ma quái chen vào. Các người vào đây để ở lại đây chơi sao? Chú lòng lúc này bất giác khổ lớn. Trời đất ơi, mau chạy đi. Nhìn theo hướng tay của chú chỉ thì ai cũng há miệng lớn. Bởi trên ngọn cây xoài đang có một khuôn mặt xanh lẻ và cây miệng đầy máu đang bay lư lửng trên đó. Ngay sau đó là tiếng cười lanh lảnh như muốn trà tấn tất cả, như từng làm với quân và tân đêm qua. Thế là mọi người lại bắt đầu chạy như điên. Nhưng tiếng cười nó cứ âm vang kế bên tai và khuôn mặt tái nhợt kia cũng đang đuổi theo sau lưng. Được một lúc thì tất cả ra được đến vùng đất chết và ngay thời khắc sinh tử này nhóm người của ông Hoàng lại đối mặt với một thử thách khác. Lối đi mà mọi người vừa tạo ra lúc này lại xuất hiện đến hai lối. Không cần phải nói cũng biết một trong hai lối đi ra còn cái kia chính là đường vào cửa tử. Chú Long lúc này liền nói, Trời đất ơi, bây giờ thì biết cái nào mới đúng. Ông Hoàng chạy đến nơi thì thấy được sự việc cho nên kêu tất cả dừng lại và cố gắng bình tĩnh mới mong chọn đúng hướng mà đi. Ông Hoàng liền nói, mọi người bình tĩnh lại đi, nào muốn ta mất phương hướng để dụ mình vào trong vòng tròn mà đến kiệt sức mà chết ở đây trống có ánh nắng cho nên bọn quỷ đó sẽ không dám ra đi đâu thực sự không thể tin những vong quỷ ở đây lại thông minh đến như vậy bây giờ thì đã hiểu vì sao khoảng trống này có nhiều người bỏ mạng như vậy bọn quỷ đã cố tình tạo ra ảo giác để cho những ai lạc vào không tìm được lối ra nếu vào bóng dâm thì bọn chúng sẽ xuất hiện còn chạy ra đây cái nắng thiêu đốt đến chết coi như hiện tại nhóm của ông Hoàng đang đứng trước cửa tử. Lượng nước đem theo không còn đủ để duy trì cho gần đấy con người, còn vào nơi có bóng mát, bọn quỷ kia đang canh chừng không rời mắt. Cứ như đây là một cuộc săn của bọn chúng vậy, ép con mồi vào đường cùng, rồi cố làm cho hoàng sợ đến kiệt sức, rồi sẽ trở thành mồi ngon cho chúng. Bây giờ đã là giữa trưa, cho nên cái nắng rất là nóng, nếu như giữa thời tiết này không chết vì khát Cũng sẽ chết vì bỏng hay là say nắng Ông Hoàng lúc này liền nói Tất cả hãy bình tĩnh lại Tìm cho đúng lối ra ngoài Nếu không đi sai chúng ta sẽ bị mắc lại tại đây luôn đấy Cả nhóm đứng lại thành vòng tròn Rồi cố đưa mắt nhìn vào bên trong kia Để xác định đâu là lối của mình vừa mở Nhưng không biết do ánh nắng hay là pháp thuật của bọn quỷ tạo ra đã khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và trở nên xác định được lối đi là vô cùng khó khăn. Giữa cây nắng như thiều như đốt này, nếu đứng ở ngoài trời nửa canh giờ cũng đủ lấy mạng người. Cho nên đồng mình kêu chạy gần lối xa, nhưng ông Hoàng thì không đồng ý. Bởi gần đó có một bóng mát, lỡ như đám quỷ sẵn sàng thì nguy hiểm lắm. Thế là tất cả phải cố gắng chống chọi lại với cây nắng và nỗi sợ mỗi lúc một lớn dần. Ông Hoàng đứng đó nhắm mắt lại như đang cố tìm phương hướng trong tâm trí. Một lúc sau ông mở mắt rồi nói. Mọi người chạy thẳng vào lối đi ở giữa cái kia đi. Nhưng có người lại không tin bởi ngay khoảng giữa là cây cỏ không như lúc đầu họ khai phá. Anh có nhìn rõ không hả? À? Giữa là cây cỏ đâu có lối đi nào của mình chứ? Ông Hoàng liền nói. Tất cả hãy tin là tôi. Do bọn quỷ đã che mắt cho nên ta chỉ thấy nó là cây cỏ cứ chạy thẳng đừng có ngừng lại. Nói rồi ông liền chạy thẳng không cần biết những người khác có chiều theo mình hay không. Số đồng vẫn chưa biết làm sao mà còn lưỡng lự. Chưa lòng liền nói. Thôi mình liều một lần đi, chỉ đứng đây lâu cũng chết mà thôi, chạy đi nào. Tất cả mọi người đều hối hả không ai dám quay đầu. Sau lưng cứ xuất hiện vô vàn những tiếng kêu là ai oán. Càng chạy thì cảnh vật phía trước lại càng rõ hơn và lối đi vào đã xuất hiện. Lúc này ai cũng vui mừng chạy hết sức có thể để nhanh chóng thoát khỏi nơi đáng sợ này. Ông Hoàng tuy đã đối sức, nhìn ông biết dừng lại tại một phút cũng đủ giết chết người, bởi vì bọn quỷ đã bắt đầu truy đuổi, vì phát hiện ra cả nhóm thoát được cái ảo ảnh của nó. Bên ngoài số người đứng chờ cũng khá đông, họ không hiểu bên trong những người kia làm gì, mà chẳng thấy ai xuất hiện trong khi thời gian đã hơn ba cảnh giờ. Họ, họ ra rồi kia. Một tiếng nói cất lên khi thấy từ bên trong cả đám người đang chạy như ba đuổi ra ngoài. Còn thấy họ phát tay cứ tưởng là bọn họ vui mừng vẫy tay chào, cho nên ai cũng vui vẻ chào lại. Nhưng lại gần hơn một chút thì cảnh báo đã được la lên, chạy đi. Những người ở bên ngoài nhìn thấy sau lưng của họ là một làn khói đen đang đuổi phía sau lưng. Thế vậy tất cả mọi người bắt đầu chạy như đang chạy tiếp sức. Nhưng khi tất cả cùng ra bên ngoài thì không ít đã ngã ra vì ngất đi vì quá đuối sức. Trong lúc mà mọi người đưa những người ngất về nhà thì ông Hoàng Chú Long cùng ông Minh đứng lại để nghỉ quan sát xem bọn quỷ kia có dám ra khỏi đó hay không. Thật may là bọn chúng chỉ dám tới gần lối ra xong lại quay lại cứ như bọn nó bị nhốt bên trong chưa thoát được ra ngoài. Ông Hoàng lúc này liền nói Thật là may mắn quá Bọn nó không dám ra đây Vậy thì mình có cơ hội được an toàn rồi Chú Lòng cũng nói Anh Năm nè Tôi nghĩ cái phong ấn mà ông thầy năm xưa làm xem ra vẫn còn tác dụng Công nhận ông thầy đó cao tay thật Đã qua cả trăm năm mà phong ấn vẫn còn linh ứng Ông mình đáp Tuy là nó còn tác dụng ngăn bọn quỷ thoát ra Nhưng mà tôi nghĩ là nó không trụ được lâu nữa bởi vì cái gì cũng có thời gian nhất định của nó. Cộng thêm bọn quỷ trong đó có cả trăm năm sức mạnh. Của nó cũng tăng lên rất nhiều, cho nên khả năng nó phá vỡ thoát ra là rất cao. Chính vì thế mà thằng Tân mới trở về báo mộng được cho mình. Ông Hoàng nghe vậy thì liền nói, Thôi mình về nhà đi, tìm cách sau, chứ đứng ở đây cũng đâu có tốt chứ. Về đến nhà sau khi chăm sóc cho số người ngất đi vì đuối sức còn lại, thì ngồi ở một góc sân bàn tính phương án giải quyết ông hoàng tuy khá mệt nhưng cũng không dám nằm nghỉ bởi ông hiểu sự việc này nếu không giải quyết sớm thì hệ lụy của nó càng lớn thời gian cứ trôi qua nhưng chẳng ai tìm thấy hay có cách nào hữu ích mọi người cứ như vậy đang rơi vào trong tuyệt vọng con đường đi mời thầy vô cùng khó khăn mà người dân thì chẳng ai hay biết hay là am hiểu về mấy chuyện tâm linh có vẻ như tất cả đã chấp nhận đối mặt với sự trả giá nếu như con quỷ trong khu vườn đó thoát ra ngoài. Ông mình bỗng nhớ ra gì đó cho nên lên tiếng hỏi. Nè mọi người, chuyện này tôi thấy có gì đó hơi lạ thì phải. Nếu bọn quỷ đó không thoát ra được khu vườn bị phong ấn năm xưa, thế tại sao thằng Tân có thể về báo mộng cho mẹ nó được hả? À? Lúc này mới vỡ lẽ khi mà tất cả thích câu hỏi của ông rất đúng bởi một khi phong ấn thì âm hồn hay là vong quỷ chẳng thể nào thoát ra được như vậy chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất chính là bọn quỷ kia đang có âm mưu gì đó và cố tình làm cho người dân nghĩ rằng bọn nó không thể thoát ra được khỏi khu vườn đó để gây hại cho mọi người đến khi chúng ra tay thì sẽ không ai chuẩn bị hay là thoát được khỏi bàn tay của chúng ông hoàng nghĩ vậy rồi nói tôi thấy chúng mình nói như vậy là đúng như vậy là phong ấn đã bị phá từ lâu thế nhưng bọn quỳ này đang có kế hoạch gì đó mà chưa ra tay chú lòng cũng nói nhưng chúng ta có làm gì họ đâu sao họ lại cứ muốn hại chúng ta ân oán đã xóa bỏ được cả trăm năm nay còn gì xóa đâu mà xóa một dòng người phụ nữ cất lên khiến cho tất cả quay lại nhìn không ai biết bà ta là ai vì nhìn bề ngoài giống như là một bà ăn xin nhưng có lẽ bà ta biết rõ chuyện ở đây cho nên mới dám khẳng định như vậy. Ông Hoàng đi tới rồi hỏi. Cho hỏi bà là ai sao bà lại nói như vậy? Bà lão run giọng nói. Tôi chỉ là một bà già ăn xin thôi không cần phải bận tâm đâu. Do lỡ đường qua đây cho nên muốn ghé vào xin chút cơm cho đỡ giả. Nếu bà chỉ là người ăn xin thì không có lý nào bà lại thốt lên câu nói đó. Nói thật là không giấu gì bà bởi chúng tôi đang gặp một chuyện gian nan. Nếu bà giúp được thì chúng tôi đây rất là cảm kích. Nhưng bà lão cứ nói kiểu như bà không biết gì và muốn xin ăn cơm qua cơn đói. Xin đồng cho tôi xin một ít cơm nguội cho đỡ đói lầm. Biết đâu ăn xong tôi khỏe lại, tôi có thể giúp được một phần nào đó chuyện ở đây. Đúng là một bà già bí ẩn. Nếu bề ngoài thì cũng đoán hơn 80, nhưng bà ta lại có thể đi đứng mà không cần gậy. Cộng thêm bà ta nói chuyện quá khó hiểu khi mà nhiều người không tin mà lại nói. Nếu bà ăn xin thì chúng tôi không tiếc vài chén cơm với bà, thậm chí là còn cho bà thêm vài đồng để đi đường. Còn sự thật thì bà có giúp được người dân ở đây thì xin hãy nói cho chúng tôi thì chúng tôi không có quên ơn của bà đâu. Bà lão không nói gì nhiều, chỉ than đói bụng muốn được ăn cơm, Thế vậy ông Hoàng kêu vợ dọn hẳn cơm để bà từ từ ăn, rồi quay lại nói chuyện với những người khác. Khi ông quay lưng đi thì bà lão lại nở một nụ cười bí hiểm, chơi lòng liền nói nhỏ. Tôi thấy bà lão này có cái gì đó không bình thường, có khi nào đó là do bọn ma quỷ kia giả dạng để lừa mình hay không? Chưa nghĩ đúng là bởi vì lúc này mọi thứ phải vô cùng cẩn thận. Quỷ ở trong kia chẳng biết chúng nó muốn gì, tự dưng bây giờ lại xuất hiện một bà lão kỳ quái khó hiểu như vậy. Ông Hoàng nhìn qua thấy bà ăn rất vội, như đã lâu lắm rồi không có được ăn. Ông lặng lẽ quan sát hành động và cử chỉ của bà thì không có điều gì đáng nghi. Nên đồng đoán đó đúng chỉ là một bà lão ăn xin đi ngang qua mà thôi. Nhưng ông mình thì lại nghĩ khác và có cách nhìn kỹ hơn. Nè, tất cả nhìn qua bà ta đi, nếu mà tôi đoán không nhầm thì bà ấy phải nằm ở ngưỡng 80 chứ không ít. Vậy mà lúc bà ta đi vào rất vững vàng, không có gì cho thấy bà ta bị đói mấy ngày cả. Cộng thêm cách của bà ta ăn kể. Ăn nhanh nhưng mà không để một hạt cơm nào rơi xuống đất. Ánh mắt của bà ấy rất sáng không có đục mờ như mấy người già thực sự. Chú bé bấy giờ mới lên tiếng nói. Anh mình nói có lý đó. Bà ta là một trong hai người Thứ nhất bà ấy là một bà thầy gì đó cố tình thử chúng ta. Thứ hai là bà ấy là ma quỷ giả dạng để tiếp cận mà mình không biết. Nhưng mà nói như vậy thì bố ai mà mò ra cho được. Ai chẳng biết bà ấy là một trong hai. Nhưng phải có cách phân biệt rõ thì mình mới không bị lừa. Ông Hoàng bắt đầu hoang mang hơn. Bởi vì từ đâu đã xuất hiện ra một người bí ẩn. Khiến cho tất cả phải tranh cãi nhưng sâu trong thâm tâm của ông có cảm giác là bà lão này có thể giúp được người dân cho nên quyết định đứng lên đi sang bên cạnh bà ăn no chưa ạ à? nếu cần tôi kêu bà nhà tôi làm thêm phần ăn để đem theo bà nhìn qua ông rồi chùi miệng rồi nói mọi người tốt với tôi quá cho ăn ngon lại không coi thường xua đuổi như những người khác đã nợ thì nên trả vậy lại thêm một câu nói bí hiểm khác khiến cho ông cũng ngơ ngác không hiểu những người khác ngồi bên cạnh thì dừng cuộc tranh luận để lắng nghe bà ta nói ông hoàng lúc này mới nói bà nói làm tôi không sao hiểu được ẩn ý của bà cả có gì đâu mà ông không hiểu tôi nợ ơn mọi người thì giúp chuyện mọi người thôi nghe đến đây thì tất cả mọi người đi lại gần bà để hỏi chuyện bà yến dọn mâm cơm vào bên trong ông hoàng cũng ngồi xuống nói chuyện kể lại sự việc cho bà nghe bà lão nghe xong thì gật đầu nói với giọng khác lạ thì ra là như vậy xem ra cũng khó khăn lắm nhưng mà tôi nói thật muốn kết thúc chuyện này chắc chắn phải có đổi mạng một vài người bây giờ mọi người cứ thảo luận với nhau đi ai chấp nhận cái chết để đổi lại bình yên cho xóm làng chưa lòng hơi bực mình lên tiếng bà có thật là có làm được hay không tôi chưa thấy bà nào cứu người mất phải đổi mạng cả Bà ta từ tốn đáp. Tôi chưa nói mình là thầy bà. Nếu các người muốn kết thúc chuyện này tôi hứa sẽ giúp. Thôi tôi đi đây. Sáng mai tôi sẽ đến để nhận câu trả lời từ các người. Nói rồi bà ta quay lưng đi không ai nói thêm câu nào. Tất cả đứng chết chân khi bà đọc bí ẩn này lại đưa họ vào một tình thế khó xử. Có một đêm nằm suy nghĩ cuối cùng ông liều một lần chấp nhận đổi mạng để lấy lại sự bình yên cho xóm làng ông muốn nói với vợ của mình biết nhưng bà sẽ không chấp nhận bởi quân đã chết bây giờ ông cũng ra đi thì bà sống như thế nào thật sự ông đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không có cách tốt nhất cho nên đành phải cược với tử thần mà thôi khi tiếng gà gáy ông đã thức dậy lo một vài thứ trong nhà thế vợ vẫn còn ngủ say do cũng mệt mỏi cộng thêm chuyện đau buồn về quân cho nên là hôn nhẹ lên má của bà rồi mở cửa bước ra ngoài để ngồi chờ ông không chờ con trai sẽ sống lại hay là chờ vợ mình chấp nhận thêm cái nỗi đau mất mát người thân mà là ông chờ xem ông trời có thực sự muốn ông hay là những người khác phải chết dưới bàn tay của ma quỷ ông chờ cho ngày mai mọi người được sống trong bình yên không còn sợ những thiết lực đen tối đến làm phiền nhưng có lẽ ông không phải là người duy nhất chấp nhận cuộc trao đổi này của người phụ nữ bởi ông minh đã ngồi sẵn ở ngoài sân từ lúc nào Chẳng lẽ ông ấy cũng như mình hay sao? Ông nghĩ thầm mà trong đầu như vậy cho nên hỏi lại cho rõ. Sao chú lại đến sớm vậy? Có chuyện gì không? Ông Minh cười làm ra vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt cũng biểu cảm như đã tố cáo ra sự thật. Anh Hoàng đó hả? Tôi không ngủ được cho nên là định qua anh kiếm uống trà. Nhưng mà qua thì anh chưa thức cho nên không có dám ngồi. Cho nên là không có dám gọi cửa, đành ngồi ở đây mà thôi. Ông Hoàng liền nói Trời đất ơi vậy mà không có chịu kêu Ngồi đây lạnh không có trà nóng uống Thôi ngồi đây đợi tôi một lát Ông đi vào trong pha một bình trà mang ra Khi mà ông vừa đi ngang qua Thì bà Yến đã thức dậy từ lúc nào Nhưng lại không ra ngoài nằm Cánh cửa nhà vừa khép lại Thì giọt nước mắt của người phụ nữ Hơn 50 kia đã chảy thành dòng Bà hiểu chồng của mình quyết định Chấp nhận thế mạng Để đem lại sự bình yên cho mọi người Sâu thẳm trong tâm tâm của bà không muốn ông phải ra đi Bởi hiện tại chỉ còn lại hai vợ chồng Nếu ông đi rồi thì những tháng ngày cuối đời một mình bà lùi thủi trong căn nhà Chứ đừng biết bao nhiêu tình cảm này Đau buồn là như vậy Nhưng bà cũng đành nằm đó nuốt nước mắt vào trong Chứ chẳng dám nói ra Bởi tính của ông Hoàng thì bà đã hiểu khá rõ Tốt bụng lại thương người Nên sẽ không để ai phải chịu thiệt Ông sẽ tìm cách để giải quyết chuyện đó. Huống chi lần này phải đổi mạng để được sự bình yên, ông sẽ không bắt người ngoài làm thành mình. Lúc này hai ông đang ngồi nói chuyện với nhau, ông hoàng mới hỏi rõ lý do ông Minh đến đây. "Chưa có chuyện gì mà lại thức sớm đến đây vậy hả? Tôi biết là không chỉ đến uống trà đâu." Ông Minh liền nói, "Anh cứ như biết được trong đầu của tôi đang suy nghĩ gì vậy?" Mà thôi, dù sao thì cũng không giấu gì anh. Tôi có bàn với nhà bà nhà sẽ chấp nhận đổi mạng để lấy sự bình yên cho xóm của mình. Ông không nói gì, chỉ ngồi im rồi thầm thở dài. Bởi không biết nếu có người chịu đổi mạng, thì tất cả có được sự bình yên thật hay không? Hay đây chỉ là cú lừa của con quỷ kia? Ông Hoàng lúc này liền nói, Thôi, chúng ta chưa biết đây có phải là do bọn quỷ kia lừa hay không. Mình cứ chờ đợi bà lão kia đến xem như thế nào Hai ông ngồi nói chuyện với nhau được một lúc Thì chú Long và chú bé và vài người khác cũng kéo đến Ông Hoàng cũng nghi trong bụng nhưng ông già đỏ và trầu gẹo Ôi trời đất ơi hôm nay là cái ngày gì mà cả làng lại kéo đến nhà lão sớm thế hả Đừng nói là đêm qua mấy chú trốn vợ đi nhậu đến tận bây giờ đấy Chú Long cười nhìn qua mấy người khác rồi lại hỏi Mấy ông có phải là bị mấy bà cho ngủ ngoài không Cho nên là mới chạy qua đây để lánh nạn Chứ tôi là xin phép hẳn mới dám đi đó Mấy ông lại cười Nhưng mà nụ cười ấy vẫn không được vui vẻ tự nhiên Sau khi tất cả ngồi vào Ông Hoàng lúc này mới lên tiếng Tôi biết mọi người qua đây vì lý do gì Cho nên tôi nói trước luôn Mấy chú còn vợ con ở nhà Đừng có dại mà muốn làm cái chuyện đó Chuyện này cứ để tôi lo cho, dù sao thì tôi cũng sống đủ kiếp người rồi, cho nên có đi sớm một chút cũng chẳng có gì tiếc nuối cả. Chưa lòng liền nói, này anh nói vậy là không đúng đâu nhá, anh vừa mất con chẳng lẽ lại để chỉ năm ở một mình sao hả? À? Tôi thì cũng dễ nhà tôi có tới 5 người, cho nên tôi đi trước. Thì bà nhà tôi với tụi nhỏ cũng không có hiu quả như là chị Năm. Thấy mấy ông cứ tranh luận nhau chuyện sống chết mà không ai nhường cho ai Bà Yến ở trong nhà nhanh chóng chạy ra rồi hỏi Mấy ông định bắt chị em chúng tôi quá chồng hết à Mấy ông làm như là bọn tôi ức hiếp lắm Cho đến bây giờ có cơ hội ông nào cũng muốn chết là sao Tôi biết là bà nói không phải là giận Với lại bà cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của xóm này Chỉ là khi đối mặt với người vợ đã chia sẻ ngọt bùi mấy mươi năm Cho nên chẳng ai dám nói câu nào cả Bà Yến vừa nói xong thì năm sáu bà khác cũng kéo đến làm cho mấy ông đứng hình không biết nói thêm gì bởi không ông nào nói trước cho vợ cùng mình biết vậy mà bà nào cũng khóc sưng cả mắt khi hai chồng của mình đã chọn đổi mạng lấy sự bình yên cho nơi đây ông minh liền nói bà bà biết tôi định bà cúc ngồi kế bên vợ chồng sống với nhau mấy chục năm chả lẽ tôi không hiểu tinh nét của ông đêm qua ông đâu có ngủ chứ ông suy nghĩ cả đêm còn gì Sáng ra tưởng tôi không biết còn hôn má của tôi để từ biệt nữa. Nghe bà nói mà ông Minh cũng làm y như ông Hoàng cho nên bà Yến cười rồi nói: "Ôi trời đất ơi, mấy ông nhà cũng tình cảm lắm đó, ông nhà tôi đây cũng lén hôn má của tôi rồi ra ngoài ngồi." Mấy người cũng bật cười lên, kể ra thì ông nào cũng làm chung một hành động như nhau, khiến cho mấy ông ngại bởi ông nào cũng ngoài 50 60 mà còn có cử chỉ yêu đương đó thì hơi khó coi. Bà Yến lúc này nói Mà phải chi ngày nào mấy ông cũng làm như vậy Thì đỡ khổ cho tụi mình phải không ý bà Đằng này tới lúc sinh tử chia ly rồi mới làm như vậy đó Mấy gia đình cứ ngồi đó mà nói chuyện kể vui buồn với nhau Cứ như đây là một buổi chia ly thực sự Tiếng cười phát lẫn những giọt nước mắt Khi ai cũng nghĩ rồi đi bên cạnh mình sẽ không còn bóng dáng của những người đàn ông đã từng che chở yêu thương suốt mấy chục năm. Mấy ông lúc này không ai dám nói câu nào, còn mấy bà thì cứ tranh nhau kể đến cuối cùng mấy ông đành lên tiếng. Mấy bà làm ơn, đây đâu phải là cuộc thi kể chuyện vợ chồng đâu mà nói lắm vậy. Với lại chuyện này chưa biết đằng sau nó là gì, chúng tôi chỉ phòng ngừa vậy thôi. Ông Hoàng cười rồi nói. Bởi vậy người ta mới nói ba bà thêm một con vịt nữa thành cái chợ quả thật là chẳng sai. Cực trò chuyện của mọi người đã bị cắt ngang bởi một cơn rông bất ngờ kỳ quái, Trời đang nắng đẹp chẳng hiểu từ đâu một đám mây đen kéo tới. Gió cũng bắt đầu thổi lên mỗi lúc một mạnh. Bồi bay mù mịt đến nỗi không ai chịu được phải chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Ngày tàn của các người đã đến rồi. Dù ở trong nhà nhưng vẫn không hề cảm thấy được an toàn. Căn nhà cứ như sắp bị xé tan đi trước cơn rồng tố. Cộng thêm với những tiếng la hét kinh hoàng ma quái của bọn quỷ vang lên trong khắp xóm, làm cho tinh thần của mọi người trở nên bấn loạn. Có gần nửa canh giờ bị tra tấn để cuối cùng mọi thứ cũng im lặng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thoát chết thêm một lần nữa. Nhưng mà cả nhóm nhảy dựng lên bởi tiếng gõ cửa của ai bên ngoài. Ông Hoàng do dự không biết có nên mở cửa ra hay không và cũng chẳng dám lên tiếng hỏi vì sợ bọn quỷ bắt hồn. Cứ như vậy tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh cứ như nó muốn phá tàn cánh cửa để xông vào. Thế không còn cách nào cho nên ông Hoàng liền mở cửa rồi đứng ngang. Cứ như nếu có chuyện gì ông sẽ là người chịu chết. Cánh cửa mở ra tất cả không ai dám nhìn ra ngoài. Cuối cùng thì cũng nhẹ người bởi bên ngoài là bà lão ăn xin ngày hôm qua. Bà lúc này liền hỏi. Làm gì trong nhà mà lão đập cửa mãi không chịu mà vậy? Tôi cứ sợ mọi người gặp chuyện không hay Ông Hoàng trả lời nhưng giọng vẫn còn run sợ. Chúng tôi cứ nghĩ là bọn ma quỷ. Bà ta cười rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống chiếc ghế, xong kêu tất cả mọi người ngồi lại. Bây giờ ai sẽ chịu hy sinh để cho nơi này được bình yên? Tôi, tôi nữa, để tôi chịu thay cho tất cả. Câu nói cuối cùng khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lại, thì hay đó là bà Yến vừa trong buồng bước ra. Ông Hoàng đứng lên hỏi lại, Bà vừa nói cái gì thế? Ai cho phép bà chết trước tôi? Dòng của bà Yến buồn buồn nhỏ nhẹ đáp. Là vợ chồng bao nhiêu năm tôi không muốn ông phải chết sớm như vậy. Thằng Quân không còn bây giờ ông cũng muốn bỏ tôi đi. Vậy tôi còn một mình thì luyến tiếc gì nữa ông? Tôi quyết định sẽ chết để đổi lại bình yên cho mọi người ở đây. Ông Minh lúc này lên tiếng. Tôi thấy anh chị không ai phải làm chuyện này cả. Cứ để cho tôi làm cho dù sao nhà tôi cũng đông người cho nên tôi đi trước thì nhà cũng không có hưu quậy lắm cứ như vậy ai cũng dành phần chết đến nỗi bà lão không chịu nổi mà đi ra bên ngoài để cho họ tự giải quyết một lúc sau thì bà bước vào cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc bà đứng đó mà cười thầm khi nhìn những con người bình thường kia lại dành cái chết cho mình chỉ để cho người khác được bình yên xem ra tất cả họ đáng được sống không ai phải chết Bà suy nghĩ ở trong đầu rồi bước nhẹ vào lên tiếng. Lão chưa thấy ai lại đi tranh giành chết về mình như vậy. Thôi tất cả mọi người im lặng ngồi xuống để nghe tôi nói. Tôi chỉ muốn xem bản tính của người dân nơi đây như thế nào mà thôi. Chứ làm gì có cái chuyện bắt người khác chết thay hả? Không ai phải chết cả. Nghe xong thì ai cũng đưa người ra không hiểu cuối cùng bà lão ăn xin là người như thế nào. Tại sao lại bí hiểm như thế kia ông mình muốn làm sáng tỏ sự nghi vấn cho nên lên tiếng hỏi thẳng. Chúng tôi không hiểu bà vì cớ gì lại thử thách mọi người như vậy và càng muốn biết thật sự bà là ai. Xin hãy cho chúng tôi được biết quý danh của bà. Bà cười sảng khoái rồi nói: mấy cái chuyện nhỏ nhặt này thì cần gì phải nói tên tuổi, cứ gọi tôi là bà lão ăn xin là được rồi. Mọi người cứ ở trong nhà cho đến khi ngày mai, cho dù có nghe chuyện gì thấy ở trong nhà không được trả lời. Thôi lão đi trả nợ cho các người đây. Nói rồi bà bước đi mà không đợi cho ai nói thêm câu nào. Nhìn hình dáng của bà lão lụm cụm chống gậy bước đi mà mọi người dâng lên một cảm xúc khó tả. Lúc này chú lòng vỗ vai của ông Hoàng rồi nói Anh Nam này, anh có thấy hôm nay bà lão khác ngày hôm qua không? Cho dù bà đang chống gậy nhưng em thấy giống như bà già đỏ chứ không phải bà cần chống gậy đâu với lại là cây châm trên đầu cũng không phải là vật rẻ tiền đâu ông hoàng lên tiếng chưa nói anh mới nhận ra cái điểm này anh nhớ hôm qua bà đi không chống gậy nhưng mà vẫn đi rất vững cộng thêm với cây châm cải tóc đó hình như là thời xưa của những người có quyền lực mới dùng không biết bà ta là ai mà có thực sự muốn giúp mình hay không nữa bà yến lúc này liền lên tiếng đó là châm ngọc bảo lục Nghe đầu loại đó có một sức mạnh thần kỳ Ai đang bệnh thì cài nó lên sẽ nhanh chóng khỏi bệnh Và được nó coi như là một lá bùa bình an cực kỳ tốt nữa Mấy ông ngạc nhiên khi bà Yến biết những điều kể ra mấy ông cũng nghe qua Cho nên là ông lại lên tiếng hỏi bà Sao biết rõ cái đó như vậy? Đừng nói với tôi bà cũng có một cây nghe Bà Liên mỉm cười rồi nói Vợ ông còn nhiều cái lắm ông không biết đấy ông có quan tâm tới đâu mà biết thì ra đúng là ngày xưa khi mẹ còn sống bà cũng làm một cây bà cũng có một cây y như vậy sau này nghe đâu được chôn theo bà thì phải nhưng mà tôi thấy có gì đó thân quen với nó lắm ông ạ à. ông minh đứng sau lưng buột miệng nói ôi trời đất ơi sao phụ nữ lắm cái khó hiểu vậy xem ra anh nam nên quan tâm nhiều chị chứ không thì có ngày chị bảo biết xem bói nữa thì mệt lắm Bà Cúc đánh ông một cái rồi lên tiếng nói hộ vợ của ông Hoàng. Mấy ông chỉ biết ăn nhậu là giỏi thôi, chứ vợ con muốn gì hay là thích gì đâu có biết. Mà cái đồ trang sức đó phụ nữ nào chẳng thích có. Cho nên chuyện chỉ biết rõ tên cây châm đó có gì là khó hiểu chứ. Ông Hoàng cũng nói, Thôi chúng ta đi vào trong nhà đi nắng lên rồi, đứng đêm một lúc là bệnh đó. Và trong nhà có chuyện tôi cần bàn đây. Chuyện về bà lão kia khiến cho mọi người khó hiểu nhưng cũng chẳng hiểu lý do gì từ lúc nhìn thấy cây châm cải tóc kia thì bà Yến bỗng cảm thấy khác lạ. Để nỗi tất cả đi vào nhà bà vẫn còn đứng đó nhìn về phía của bà lão. Như nhớ lại chuyện gì đó thì phải. Đến nỗi ông phải quay lại vỗ vai của bà mới làm cho bà quay trở lại hiện tại rồi cùng ông đi vào trong nhà. Mấy người đàn ông thì ngồi ngoài sân nói chuyện còn mấy người đàn bà thì vào trong nhà cơm nước Lúc này bà Cúc mới quay qua hỏi bà Yến. Chị năm này, có phải cây châm đó có vấn đề gì không chị? Bà nói khéo đi như không muốn ai biết. À đâu có gì đâu, chỉ là tại thì nó giống của mẹ chị hồi trước vậy thôi. Nhưng bà Cúc quả quyết mình không nhìn lầm sắc mặt của bà Yến cho nên vội hỏi thêm lần nữa. Chị giấu mấy ông thì được, chứ tôi cũng hiểu rõ cây châm đó mà chị. Nó là cây châm rất xấu, không ai muốn giữ nó ở bên mình Nói gì tới cái chuyện cả lên đâu Bây giờ bà Yến không giấu được nữa Cho nên kêu cả nhóm phụ nữ lại nói nhỏ Bây giờ chị nói cái này tin hay không thì tùy Nhưng mà không được kể lại cho mấy ông nghe chưa Theo như chị biết thì bên trong khu vườn Có nhiều phụ nữ bị chết oan Sông địa chủ năm xưa hại chết Cho nên linh hồn của họ oán hận đàn ông Chính vì thế mà thấy mấy ông vào là họ sẽ giết chẳng tha bà già ăn xin đó chị chưa gặp nhưng lại có một cảm giác đất thân quen từ lâu lắm với lại đêm qua chỉ có mơ thấy chuyện lạ lắm mà không có dám nói ra mấy người khác liền hối thúc hỏi chị cứ nói đi nếu được chúng ta sẽ đi giải quyết chuyện này không cho mấy ông biết bà nhìn ra ngoài xem mấy ông còn ở đó hay không rồi quay lại nói đêm qua thì chị mơ thấy một người phụ nữ đến nói chuyện với chị nhưng mà trên đầu có cây châm cải như vậy bà nói nếu muốn giải quyết chuyện này thì canh ba đêm nay phải tập hợp đủ năm người có năm mệnh ngũ hành đến vườn gặp bà ta nhưng mà chỉ không biết sao cho nên là không có dám nói bà cúc lúc này liền hỏi cái gì năm người mang năm mạng khác nhau nè con thắm với con mai hay đứa mạng gì hả tôi là mạng thủy đó thắm là vợ của chú long còn mai là vợ của chú bé hai người cũng gần bằng tuổi nhau nghe hỏi thì thắm lên tiếng dạ em lúc trước có đi xem thì nó là mạng mộc à em thì là mạng đất bà yến cười rồi đánh nhẹ vào đầu mai con quỷ này làm gì có mạng đất hả à? người ta gọi là mạng thổ biết chưa vậy là mình ở đây có bốn người mang bốn mệnh hỏa thổ mộc và thủy như vậy mình có thiếu một người mang mệnh kim nữa mới đủ lúc này thắm mới la lên vì nhớ ra người mang mệnh kim à con hương mệnh kim đó chị bà yến ra hiệu cho thắm nói nhỏ vì sợ bên ngoài mấy ông nghe được là không chấp nhận để cho mấy bà đi nhưng bây giờ mới có cái khó bởi không ai biết nếu đêm nay đi thì có ai bị gì hay không mà hương là người nhát gan nhất đám cầm thêm có người chồng chỉ biết nhậu không biết phụ giúp gì cho vợ con bà yến liền thở dài bây giờ là nguy to con hương ấy chẳng biết có chịu được nữa không bởi chuyện này khá là nguy hiểm e là nó không chịu đi đâu Bà Cúc lúc này cũng lên tiếng. Dù nó có chịu đi không thì mình cũng khó vượt qua mấy ông kia. Biết nói sao khi mà cả đám bỏ nhà đi giữa đêm khuya như vậy. Không khéo mấy ông còn nghĩ mình đi tư tình với ai đó thì no đòn đó. Cứ mãi lo nó nói chuyện mà cơm nước chưa xong. Cho nên khi ông Hoàng vò hỏi thì mấy bà quính lên làm như là chạy giặc. Ông Hoàng nhìn thì cũng lắc đầu cứ nghĩ mấy bà vì lo sợ cho nên tâm trí không ổn định. Thế nên ông cảm thấy hơi buồn Vì đến bây giờ vẫn không tìm cách nào có thể giải quyết được Còn bà lão ăn xin kia thì chẳng hiểu có thực sự giúp được hay không Ông liền quay lưng đi thì bà Yến kêu bà Cúc đi qua nhà nói chuyện với Hương về chuyện vừa bàn. Còn nếu như không được thì đi tìm người khác cùng mạng kim về để tối nay giải quyết. Mọi thứ đâu vào đó đến gần chiều bà Yến mới ra nói với chồng. Mấy ông ở nhà coi nhà nghe, mấy chị em tôi có hỏi thăm con hương cái khổ cái thằng chồng nó say xỉn vì đánh đập con nhỏ ông minh liền nói cái thằng đó có ngày tôi đánh nó thật đó đàn ông gì mà không biết lo cho vợ con chỉ ham ăn nhậu thôi mấy ông cũng không nghĩ nhiều cho nên chấp nhận cho mấy bà đi nhưng đầu hai đó chỉ là kế mà bà yến nghĩ ra để gạt mấy ông chồng về việc đêm nay giải quyết vấn đề ở khu vườn kia mấy bà đi rồi thì ông hoàng lúc này mới thở dài mà nói Thế mà thương mấy bà kia quá Lúc chưa tôi vào coi cơm nước ra sao Thì ai cũng buồn buồn ngồi như kẻ mất hồn đó Hy vọng là bà lão kia giải quyết được chuyện này Chứ nếu không thì Chưa lòng liền nói Anh nói em mới nhớ được tâm trạng bực của mấy bà Đến gặp thằng Tùng đó Thì đảm bảo đêm nay thằng đó no đòn với mấy bà Tất cả nghe chú nói chuyện thì trợn mắt lên phỉ cười Bởi vợ của mỗi người tính khí ra sao thì họ quá hiểu ông minh liền nói thử nghĩ thấy cảnh bốn bà dần nó thì chắc ngày mai nó mềm hơn trái chuối cho mà xem mấy ông cũng không ai về nhà của mình mà tập trung tại nhà của ông hoàng để thức tin chờ đợi tin của bà lão nhưng họ đâu có biết rằng mấy bà vợ lại đang đi vào nơi nguy hiểm và tính mạng chưa thể nói trước được điều gì đứng cạnh bà thì cả người có mặt đứng trước lối vào khu vườn trên nét mặt ai cũng hiện rõ sự lo sợ bởi đây là lần đầu tiên họ bước vào nơi đáng sợ này giữa đêm khuya đứng được một lúc thì từ bên trong dáng của một người đi ra do ánh sáng trăng non không đủ soi rõ cho nên họ không thể biết được đó là người hay ma nhưng mà bà yến thì vững tin là giấc mơ của mình đúng cho nên bà đi lên trước và lên tiếng tôi đã tập hợp đủ năm mệnh như bà yêu cầu bây giờ thì làm tiếp gì đấy Bà cũng to gan thật đấy, không sợ ta gạt hay sao? Nếu mà muốn giết thì bà có nhiều cơ hội, cần gì phải dụ chúng tôi tới đây để mà ra tay. Chúng tôi chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để đổi lại thích sự bình yên cho người khác. Khi bà ta đến gần hơn thì tất cả đều ngỡ ngàng, thì ra đó là một bà lão phong thái điềm đạm, ăn mặc rất gọn gàng và khuôn mặt phúc hậu làm sao, Đối diện với bà còn có cảm giác an tâm chứ không lo sợ nghi ngờ gì cả. Bà cười lớn rồi nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi chẳng ai phải chết cả. Ta muốn nhờ năm người mang theo năm mệnh khác nhau để lập giúp ta một phong ấn giam cầm những âm quỷ trong đó lại mãi. Ta sẽ không để cho một ai xảy ra chuyện gì cả. Bà Cúc liền thắc mắc. Trước giờ tôi chỉ nghe dùng nam trẻ khỏe để lập trận Chứ ai có dùng phụ nữ để làm trận được đâu Đúng là thường chỉ nghe thế Thế nhưng mà dùng đúng thuốc thì mới trị được bệnh Những âm quỷ trong kia ngày xưa bị đàn ông hãm hiếp Nếu mà dùng nam nhân nhập vào trận Chẳng phải làm cho họ giận dữ thêm sao Ta đã làm xong rồi Bây giờ các người hãy theo ta đi Nói xong bà quay bước đi không để cho ai nói thêm câu nào. Bà Yến liền quay lại nói với những người khác. Chúng ta không còn cách nào đâu, chỉ có thể tin là mấy bà ấy. Nếu như trái lại thì chúng ta cũng ở đây chẳng làm được gì cả. Năm người đành phải liều làm theo bà ta đi vào bên trong khu vườn. Cảnh vật chẳng có gì đáng sợ dạ lắm, cho nên tất cả yên tâm đôi chút. Đến nơi thì thấy trước mặt có năm hình nhân bằng giấy đứng trong một vòng tròn, có cả nến thắp sáng, Lúc này bà lão mới lên tiếng kêu năm người kia đứng dậy, cắn ngón tay lấy máu viết lên năm hình nhân kia mệnh của mỗi người. Tất cả hãy nhớ chọn đúng hình nhân thuộc mệnh của mình, nếu không thì chẳng có tác dụng gì đâu. Sau khi làm theo đúng lời của bà lão nói, thì những hình nhân kia như là sống lại. Chúng di chuyển đến năm cảnh của hình ngôi sao bên trong vòng tròn kia rồi bốc cháy. Mấy bà hốt hoàng chạy ra sau lưng bà ta để đứng quan sát. Bà lão đi đến gần vòng tròn rồi ngồi xuống bắt ấn đọc chú gì đó. Nghe ai cũng chẳng hiểu đó là tiếng gì. Được một lúc thì tất cả biến mất, từng tiếng kêu than bắt đầu vang lên. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc nỉ non cứ như vậy vọng về từ bốn phương. Bà lão cứ ngồi đó mà không ngừng đọc chú thuật đến gần hai canh giờ. Những tiếng mà quái đó mới không còn vang vọng nữa bà ta lấy giấy sắp tiền vàng bạc ném lên trời mấy bà đứng đó như là không tin vào mắt của mình bởi không có một cơn gió nào thổi vậy mà số tiền kia cứ bay lư lửng trên không trung cho đến lúc mất hút trong màn đêm bà lão lúc này mới lên tiếng nói như vậy là chuyện đã xong mọi người có thể ra về được rồi sáng mai lão sẽ đến dặn dò vài thứ bây giờ ta còn phải việc cần làm cho xong cho nên không thể nào đưa các cô về được mà nhớ đi về luôn không được quay đầu nhìn lại nghe chưa nói rồi bà đứng lên đi thẳng vào trong khu vườn thế vậy bà yến mới kêu tất cả nhanh chóng cùng về và cũng không quên lời nhắc của bà lão mấy ông thì vẫn ngồi đó chẳng ai ngủ được bởi họ cũng vừa nghe tiếng la hét khóc cười ma mị vọng ra từ khu vườn chỉ có chuyện họ đâu hay mấy bà vợ đã đến đó và cứu cả làng này. Mỗi người một suy nghĩ nên chẳng ai nói câu nào. Bỗng tiếng của bà Yến kêu cửa làm trông hoàng giật mình lên tiếng. Tiếng của bà Yến bên ngoài. Ông mau mở cửa cho chúng tôi đi. Mọi người đã giải quyết xong rồi. Mấy ông ở trong nhà không biết có nên mở cửa hay không. Bởi lúc sáng bà lão có nói. Nếu mà tối ai kêu cửa có chuyện gì thì cũng không được lên tiếng hoặc là mở cửa. Chính vì thế mà chuyện chớ trêu khiến cho mấy bà bên ngoài thì kêu mãi, còn mấy ông thì ngồi không yên ở bên trong. Cuối cùng thì bà Yến mới dẫn họ đi vòng ra cửa sau để vào. Lông thấy mấy bà đi thì ông nào cũng la lên rồi nhảy lên ghế, còn mấy bà thì ôm bụng mà cười khi thấy mấy ông chồng sợ xanh cả mặt. Sau khi nghe mấy bà kể lại mọi chuyện, thì ông nào cũng tái mặt vừa giận vừa thương khi biết họ vừa trở về từ cõi chết. Sáng hôm sau bà lão ăn xin kia đến Lại gặp người dân rồi nói rõ nguyên dân oán hận Của những con quỷ trong khu vườn kia Trước khi đi thì bà lão liền nói thêm Ngày mai mọi người hãy vào đó đi đến khu đất trống Đem mà cái sắc bên kia về Rồi đợi có một trăm ngày thì đốt cháy hết khu vườn đi Để những âm ký không còn lưu lại để làm hại cho ai nữa Đến khi bà lão kia đi mất thì cũng chẳng ai còn biết bà ta là ai bởi vì dù có hỏi như thế nào thì bà ta cũng không nói, cho nên tất cả chỉ biết nghe theo lời của bà. Sau khi đốt hết khu vườn thì mọi người cũng lập một cái miếu trong khu đất để thắp nhang cầu mong cho những oan hồn kia sớm siêu thoát để làm kiếp người mới. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo